Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi về loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Let's go. Slendrina The School. Ok. Món đồ đầu tiên. Wow. Oh my gosh. Rồi, tiếp tục mình sẽ sang dãy ăn năng tiếp theo. Không có gì, ok. Wow. Khi các bạn tìm hết tầng 1, sau đó thì các bạn sẽ lên trên tầng 2 tìm tiếp. Tất cả là đủ 8 món đồ. Lúc đó thì các bạn sẽ xuống dưới tầng cuối cùng. Thì ở đó sẽ có một căn phòng và các bạn sẽ mở ra và lắp 8 món đồ đó vào. Món đồ thứ 3. Ok, đó là thứ tư rồi. Món đồ thứ 5. Món đồ thứ 6. Món đồ thứ 7, ok. Rồi, mình thử lên trên này xem có gì không. Món đồ thứ 8, đây rồi. Let's go. Vậy là thừa 2 chiếc chìa khóa luôn. Wow. À, thừa 1 chiếc chìa khóa. Ok, các bạn nắp vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ lên trên tầng 3. Khi các bạn lắp vào thì cánh cửa tầng 3 sẽ mở ra. Tầng 3 xuất hiện liên tục. Rồi, ok, mình sẽ lắp vào đây một bức ảnh. Ở đây thì các bạn sẽ biết được là con ma là ai. Như mình dự đoán thì con ma chính là một giáo viên, teacher. Chuẩn luôn, còn mà chính là một giáo viên. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 2, Scary Teacher 3D. Let's go. Halloween. Princess, don't make so much noise. Yes, dear. Look on their faces when they see me walking on water. Oh my gosh. Scary kids. All set for competition. Bear witness to my greatness. I'll show you all. Watch me make history. Oh, shoot! Get him off, get him off, get him off, get him off! Oh, get him off! So, okay, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 3, Trung Quốc Horror 2. Let's go. dog. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Piggy Chapter 8. Let's go. Let's go. Blue cây. Mình sẽ phải tìm chiếc chìa khóa blue cây. Đây rồi. Ok. Let's go. Mình sẽ lắp khẩu súng vào đây luôn. Green cây, ok. yellow guy. Let's go. You win. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game tiếp theo. Start game. Cái này như là French Roulette. Như kiểu mình là một thám tử à? Wow. Có vệt máu ở đây. Oh my gosh. Một chiếc máy ảnh. Wow. Này xuất hiện như kiểu một con ma. Oh my god. Oh my god. Một khẩu súng. Không nhặt được. Rất là ảo luôn. Đúng là như kiểu một ngôi nhà ma. Có những vụ tự sát ở đây và những vụ giết người. Rất là kinh hãi luôn. Và các bạn sẽ vào đây tìm kiếm. Wow. Wow. Rất là giật mình luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Let's go. Không hiểu sao con bacon này nó đi nhanh thật. Không lấy được cái tấm này. Đây còn một tấm nữa. đang ở trên tầng 2. Để mình chi chìa khóa màu vàng. Đây là sau. Ok. Sau đó các bạn sẽ lấy chiếc chìa khóa màu xanh này, mở cánh cửa màu xanh ra, rồi đi kênh. Wow, mình bà con anh ta cầm con dao. Rồi kênh. Oh my gosh. You die. Chứ ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game mà Slendrina The School 2. Ở trong tựa game này các bạn phải đi tìm 8 cuốn sách. Sau đang đeo mình không biết là đứa con của hay là ông quỷ. Sách đầu tiên. Con đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 8 cuốn sách là các bạn sẽ hoàn thành được game. Và ở trong tựa game Slendrina The School 2 là thì có cả bà ma, ông quỷ và đứa con của ông bà này, cho nên nó sẽ khó hơn rất nhiều so với những tựa game mà khác. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Dispatch. You hear phone. New game. Continue. Start game. Mấy ông ta để cái gì bên trong này? Một chiếc chìa khóa. Ok, let's go. ta là người gần đây. Oh my god, wow, bắt luôn. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.